Thưa tất cả mọi người, tôi là Lê Đông Hòa, luật sư, được người quá cố là ông Lê Vương ủy thác chịu toàn bộ trách nhiệm các vấn đề liên quan tới pháp lý. Ông Lê Vương có yêu cầu tôi lựa chọn thời điểm kết thúc buổi lễ sẽ công bố bản di chúc của mình trước sự chứng kiến của bạn bè gần xa, thân bằng cố hữu, đặc biệt là vợ con của ông, cùng với sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương. Theo di nguyện của người đã khuất, toàn bộ tài sản của ông Lê Vương sẽ được dành trọn cho vợ con. Trong đó, 20% tổng tài sản 230 tỷ của ông Lê Vương sẽ dành cho vợ là bà Trần Xuân Nghi. 60% được dành cho Lê Tiến Thịnh, con trai út của ông Lê Vương. Và 20% còn lại tóm lại là tao được chia bao tiền? Đọc! Hai mươi phần trăm còn lại trong tổng số 230 tỷ được dành cho cô Lê Lam Anh, con gái lớn và hợp pháp của ông Lê Vương. Đồng thời, cô Lê Lam Anh còn có trách nhiệm quản lý phần tài sản thừa kế của em trai mình là Lê Tiến Thịnh cho đến khi anh này tròn 30 tuổi. Lam Anh là con nào? Con này. Bố mày giết mày! Cô Lam Anh! Cô Lam Anh! Lam Anh! Cô Lam Anh! Lam Anh!